Chào các bạn, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với cái bài số 4. Thì trong cái bài số 4 này, chúng ta sẽ tìm hiểu các cái cách để mà mình quản lý các cái ứng dụng ở trên môi trường của Linux. Thì trong cái bài mình đây mình sẽ chủ yếu tập trung là ở trên cái môi trường của anh CentOS. Thì các cái mục ở trong bài của mình, đầu tiên là các cách để các bạn cài đặt ứng dụng, tổng quan các cách để các bạn cài đặt ứng dụng ở trên hệ điều hành Linux. Phần số 2 thì các bạn sẽ tập trung quản lý cái software bằng cái câu lệnh rpm. Phần số 3 là các bạn thực hiện quản lý software bằng lệnh zoom. Và phần thứ 4 là các bạn sẽ thực hiện cài đặt software từ mã nguồn. Thì bây giờ mình đi vào bên trong cái phần số 1, tổng quan và các cách cài đặt software ở trong cái môi trường của anh Linux. Thì ở đây mình phân chia theo hai cái dòng họ cơ bản của Linux là Red Hat và bên Debian. Thì đối với các máy Linux thuộc cái dòng họ Red Hat, bao gồm Red Hat, Fedora và CentOS, thì các bạn có thể sử dụng cái phương án là đi download về cái file có cái đuôi là .rpm và các bạn thực hiện sử dụng cái câu lệnh rpm để các bạn cài đặt, remove hoặc là các bạn update cái software. Ngoài ra thì các bạn có thể sử dụng cái câu lệnh zoom để các bạn cài đặt cái software từ một cái môi trường từ internet, với điều kiện là cái máy của các bạn có cài đặt đủ các cái repository. Thì ở trong Red Hat CentOS thì nó cũng có cho mình cái phương án là cài đặt software từ mã nguồn. Một cách tương tự thì ở bên môi trường của Debian thì nó có cái đuôi file là .dab, thì nếu như các bạn so sánh thì nó tương đương với cái rpm mình đây. Và để mà các bạn cài đặt quản lý software ở bên môi trường Ubuntu Debian thì các bạn sẽ sử dụng câu lệnh là dbkg. Dbkg là chữ tắt của chữ Debian Package, còn rpm là viết tắt của chữ Red Hat Package Management. Ở bên môi trường của Ubuntu Debian thì để các bạn cài đặt software một cách trực tuyến thì các bạn có thể sử dụng câu lệnh apt-get hoặc là câu lệnh apt-sudo. Thì để cài đặt được thì nó cũng cần phải có các cái repo được cài đặt trong cái máy mình sẵn. Ở bên môi trường của Ubuntu Debian thì các bạn cũng có phương án là cài đặt software từ mã nguồn. Bây giờ mình qua phần số 2 của bài là một số câu lệnh thông dụng các bạn nên nhớ khi mà các bạn sử dụng quản lý software ở bên môi trường của Red Hat và anh CentOS. Thì phần đầu sẽ nói về các câu lệnh để mà các bạn kiểm tra coi là trong máy tính của mình đang có bao nhiêu software. Thì các bạn sẽ sử dụng câu lệnh rpm-qa. Q tức nghĩa là query, A nghĩa là on, nghĩa là tất cả. Thì lệnh này nó sẽ liệt kê cho mình biết tất cả các software được cài đặt trong cái máy Linux. Và nếu như mình muốn xem cái software của mình một cách từ từ thì các bạn nối lệnh và thêm vào chữ more. Hoặc là bây giờ tôi muốn kiểm tra coi là trong máy tính của mình nó có câu lệnh nào, có chương trình nào là rpm, chương trình nào có tên là cái chữ samba hoặc là bất kỳ cái chữ nào mà mình mong muốn xem, thì các bạn dùng câu lệnh rpm-qa và các bạn grep cái từ khóa mà mình mong muốn. Để các bạn xem chi tiết thông tin của một gói software thì các bạn dùng câu lệnh rpm-qi. Qi tức là query, e nghĩa là information của chương trình nào đó. Ví dụ như đây là bạn thấy là chi tiết thông tin của chương trình nano. Một ngữ cảnh khác là bây giờ các bạn đã download về một cái file có đuôi là .rpm. Các bạn muốn kiểm tra xem là nếu như tôi cài đặt cái software này vào trong máy tính thì nó sẽ tạo ra bao nhiêu file folder và vị trí chính xác của những file folder này nằm ở cái vị trí nào. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ thử nghiệp một số câu lệnh trên môi trường cái máy của mình. Thì để mà các bạn làm trong phần này thì tốt nhất các bạn nên gán cho cái máy tính của mình một cái địa chỉ IP. Mình sẽ vi đến kiểm tra coi là cái máy tính của mình nó đang có bao nhiêu cạc mạng bằng câu lệnh ifconfig -a.
Các bạn thấy bây giờ cái máy tính mình đây đang có card mạng là Ethernet 2, thì mình sẽ CD đến vị trí etc sysconfig network script. Mình kiểm tra folder, mình di chuyển tên này lại thành là Ethernet 2, do cái máy này ở đây là mình đang clone ra từ một máy tính khác ha, cho nên cái ID của card mạng nó đã thay đổi. Device mình bây giờ đó là ETH số 2. Mình kiểm tra xem có là địa chỉ MAC address của card mạng ETH2 à, đây là bạn thấy là 00 50 56. Mình đổi lại ở đây 00 50 56. B057EF. B057EF. Rồi, mình kiểm tra một lần lên một lần nữa. À, sai rồi, B058EF. Rồi, giả sử như bây giờ cái máy này ở đây mình gán cho nó IP là 1.229, gateway là 254. Rồi, DNS giống như vậy. Sao lại? Cái file ETH1 thì như mình không cần, xóa đi. Rồi, mình restart cái dịch vụ network bằng câu lệnh UTC 2.d network restart. Thì với cái xuất ra của dòng lệnh thì các bạn thấy cái máy của mình đây đã nhận cái IP là 192.168.1.229. À, đứng từ cái máy Windows của mình, bình vào kiểm tra kết nối. Rồi, kết nối ổn. Rồi, mình sẽ tạo kết nối ETH đi vào. Các bạn mở cái chương trình booty lên, nhập vào cái IP của cái máy Linux của mình. Đó, username, đó, password. Thì mình sẽ thực hiện cái bài lab mình đây ha, trên cái giao diện là điều khiển từ xa. Đầu tiên là mình kiểm tra xem là máy tính của mình đang có bao nhiêu software. Bạn gõ câu lệnh rpm-va. Nếu như chỗ này các bạn enter, các bạn thấy nó ra rất là nhiều và mình sẽ xem không có kịp. Thì lúc này các bạn nhớ là đứng, các bạn dùng điểm more, các bạn xem một cách từ từ thôi. Để các bạn kiểm coi là trong máy tính của mình nó có chương trình nào đó hay không, thì ví dụ như này mình rep chữ Samba. Bạn thấy là trong máy của mình đây đang có một số chương trình Samba nằm ngay tại vị trí này. Hoặc là bây giờ mình thử mình đi download một chương trình nào đó. Chỗ này mình giả sử mình đang có file mô tả cái software của cái repo. Mình lên Google, mình search chữ EBNLFAW ha, vào trang của Fedora. Khi các bạn kéo xuống như này nó có cho bạn có link download. Mình copy link này. Thì để mà các bạn download software, các bạn sử dụng câu lệnh wget. Rồi các bạn copy và paste cái đường link vào. Rồi mình kiểm tra. Thì cái máy tính của mình ở đây mình đã download cái file rồi ha. Mình xóa đi. Rồi. Ở đây bạn thấy trong máy mình có cái file cái du.rpm. Mình kiểm coi bây giờ nếu như tôi download
tôi cài đặt cái chương trình này vào thì nó sẽ tạo ra bao nhiêu file folder. Thì các bạn sẽ sử dụng câu lệnh là rpm -qlb và cái đường dẫn đi đến cái file .rpm đó. Bạn thấy là nếu như mà mình cài đặt cái chương trình EBL ở phiên bản 6.8 này thì nó sẽ tạo ra cho mình những cái file giống như vậy. Hoặc là ở đây mình có sẵn cái file để mà cài đặt Maxwell server thì có thể kiếm coi rpm-qlb cái tên file đó, cái tên file của nó. Bạn thấy nó sẽ tạo ra rất là nhiều. Rồi, đó là một số phương án để mà các bạn thực hiện kiểm tra. Tiếp tục là mình sẽ đi qua các câu lệnh để các bạn cài đặt software và remove software. Để mà các bạn cài đặt một software bằng rpm thì câu lệnh bạn sẽ sử dụng là rpm-ivh và đường dẫn đi đến cái file .rpm đó. Thì cái biến y ở này nghĩa là cài đặt, và trong ngữ cảnh là nếu như cái máy tính của mình ở đây nó chưa có cái chương trình rpm này ha, nó sẽ cài vào trong máy. Rpm-uvh, biến u này sẽ bao gồm hai hành động là update và cài đặt. Nếu như cái máy tính của mình chưa có software đó thì nó sẽ cài đặt thêm vào. Nếu như đã có software đó rồi nhưng nó ở phiên bản cũ hơn thì nó sẽ update software này lên phiên bản mới. Rpm-f và đường dẫn đến cái file thì nó sẽ update cái software lên phiên bản mới. Rpm-e, e nghĩa là erase, để cho các bạn xóa đi cái file đó. Rồi chỗ này mình thử như sao. Ví dụ như mình kiểm tra coi là trong cái máy tính của mình nó đây nó có cái chương trình EBL hay chưa. Thì bạn thấy máy mình nó có đây không? Có đây nha. Bây giờ mình xóa nó đi. Là bạn nhớ vô câu lệnh rpm-e erase, các bạn bash tên file vô. Sau đó mình gọi rpm-qa rồi mình grep lại cái tên đó thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ không có dòng nào xuất hiện nữa, do là cái chương trình này của tôi xóa nó rồi. Thì lúc nãy mình có download cái chương trình rpm này về. Thì để mà các bạn cài đặt nó thì các bạn sẽ rpm-uvh cái tên file đó thì các bạn cài vào để kiểm tra coi là nó cài vào rồi thì cái file nó có hay không. Thì các bạn rpm-qa, các bạn grep ebl, các bạn thấy là cái tên file mình đây ha, nó có rồi. Rồi thôi mình sẽ xóa đi rpm-e cái này đi. Đó là cách các bạn làm. Rồi xuống chỗ này mình có một ví dụ khác ha, về cài đặt cái chương trình webmin. Thì webmin là chương trình nó cho phép các bạn quản lý cái server của mình ở trên cái giao diện là web. Thì khi mà các bạn download và cài đặt cái software bên Linux thì nó cũng quan trọng cái vấn đề đây là cái software ở phiên bản 32 bit hay là 64 bit. Thì đầu tiên là phải kiểm tra coi là cái máy tính của mình ở đây là cái máy Linux 32 bit hay là 64 bit. Các bạn dùng câu lệnh cat setproc server. Thì các bạn thấy kernel mình đây có chữ x86-64, nghĩa rằng cái máy tính của mình ở đây nó là 64 bit. Một số cái từ khóa các bạn phải nhớ: i386 nghĩa là 32 bit, i686 cũng là 32 bit, x86-64 sẽ là 64 bit. Và nếu như các bạn thấy chữ noarch, tức là báo rằng không quan trọng cái kiến trúc, nó không quan trọng đây là software 32 hay là 64 bit. Thì nếu như những software các bạn download mà nó có cái tên này, tức là các bạn có thể sử dụng nó trên môi trường cả 32 bit kể cả 64 bit. Rồi bây giờ mình sẽ thử cài đặt cái chương trình webmin vào trong máy của mình. Thì đầu tiên các bạn sẽ đi search cái chương trình webmin. Các bạn vào Google search chữ webmin download. Rồi, các bạn đi vào cái link đầu tiên các bạn kiếm được. Thì trong cái link của cái chương trình webmin này các bạn thấy có phần là install với cái rpm nè, các bạn click vào.
Thì trong đây nó có để cho mình cái đường dẫn để các bạn download. Đó, thì lúc này các bạn copy cái đường dẫn này. Copy cái đường dẫn này. Tôi copy. Tôi vào bên trong cái máy Linux. Rồi widget. À, các bạn download về. Rồi, mình đã download xong. Thì cái file mình download nó đang đặt ngay tại cái vị trí là cái folder sạc root. Thì bây giờ để mà các bạn cài đặt cái chương trình này vào á, thì các bạn sẽ dùng câu lệnh rpm-uvh cái chương trình webmin. Rồi, mình đã cài đặt xong. Thì cái chương trình báo rằng là để mà mình sử dụng nó thì các bạn login bằng HTTPS và cái tên của máy tính của mình. Thì hiển nhiên bây giờ cái tên của máy tính này ở đây thì cái máy Windows 10 của mình nó sẽ không có thấy. Thì các bạn thay thế lại là bằng cái địa chỉ IP. Và firewall của cái máy Linux mặc định sẽ ngăn cản kết nối đi vào những cái bọn lạ. Thì lúc này mình sẽ stop cái firewall đi bằng câu lệnh suyệt etc init.d suyệt ip table stop. Cái máy tính của mình ở đây nó đang có IP là 192.168.1.229. Rồi mình lên trình duyệt web, nhập vào https://192.168.1.229.10000. Rồi, kết nối vào. Thì cái chương trình nó báo rằng là cái chứng chỉ này không có hợp lệ. Các bạn chọn vào Advanced. Các bạn chọn Proceed này ha. Tiếp tục. Rồi, nhập vào User, Root và Password là 123456. Thì lúc này thì mình đã đi vào bên trong cái giao diện quản lý ha của cái máy này của mình. Rồi, đến đây các bạn thấy là mình đã cài đặt xong cái chương trình. Bây giờ nếu như các bạn nói là tôi có nhu cầu là tôi xóa nó đi. Thì để các bạn xóa đi một chương trình đó, thì các bạn nhớ là đầu tiên các bạn phải kiếm coi là cái chương trình đó nó được cài đặt vào với tên gì. Các bạn là rpm-va. Cái tên chương trình tôi biết là gì đó, webmin. Các bạn cũng không cần quan tâm là chính xác cái tên phía sau là gì. Rồi, mình thấy cái webmin này á, tên nó gì vậy? Để xóa đi, thì rpm-e, à, cái tên webmin đó là xong. À, chỗ này bạn thấy là nó mình truyền vô cái file cadu.rpm mà thì nó sẽ không có hiểu rpm-e. Các bạn phải chính xác cái tên file ha, mà cái rpm-va nó kiếm được. Và nếu như mình xóa thành công á, thì nghĩa rằng bây giờ ở đây mình kết nối vào chỗ này nó sẽ không được, đúng không? Đó, các bạn thấy bây giờ server mình fail nè. Mình thử kết nối lại nha. https://. Đó, mà không kết nối được. À, chứng tỏ rằng là cái chương trình của mình nó đã bị xóa đi. Này, đó là cái lab mà các bạn thử nó cài đặt bằng cái rpm. Tiếp tục mình qua phần số 3 của bài là sử dụng cái zoom, sử dụng cái lệnh zoom. Thì ở trong cái môi trường của anh CentOS hay anh Red Hat, thì để các bạn cài đặt software một cách nhanh chóng thì các bạn sử dụng phương án là lệnh zoom. Nhưng các bạn nhớ là nếu như mình dùng zoom á, thì cái software mình cài đặt nó sẽ không phải là software ở phiên bản mới nhất ha. Sẽ không ở phiên bản mới nhất.
Nhưng mà nếu như các bạn cài bằng RPM á, mà các bạn cài đặt những con loại ứng dụng server phức tạp, thì cái công việc mà mình phải đi kiếm từng cái software để mình download và cài đặt theo thứ tự nó sẽ rất là mất thời gian. Thay vào đó thì nếu như mình dùng Zoom á, thì cái quá trình này của mình á, nó sẽ dùng khá là nhanh. Thì ví dụ như bây giờ tôi có cái máy CentOS ở phiên bản giả sử như là 6.4. Bạn nói giờ tôi muốn update lên phiên bản mới, thì các bạn cứ đơn giản là dùng câu lệnh là Zoom update. Zoom update. Ví dụ thử cái máy tính của mình đây, mình dùng lệnh Zoom update thì nó sẽ update hết toàn bộ cái software ở trong cái máy của mình. Thì nó hỏi mình giờ là cái yes or no ha. Ở đây mình chọn no. Nó sẽ download khá là nhiều. Muốn kiểm tra coi là trong máy mình nó đang có bao nhiêu software thì các bạn có thể dùng câu lệnh là Zoom list install. Các bạn thấy chữ install này đặt ở thể bị động thì nó sẽ liệt kê ra cho mình các software đã được cài đặt ở trong máy. Và cái xuất ra của lệnh này mình muốn xem nó từ từ thôi. Thì các bạn thấy là nó cho mình coi khá là chi tiết ha. Thì cái cột đầu tiên á, nó sẽ cho bạn coi là tên của software. Cột thứ hai là phiên bản của software. Và phiên bản này lấy từ cái repo nào ha, để cho mình xem. Để mà các bạn update một cái software thì các bạn có thể dùng câu lệnh là Zoom update rồi cái tên của cái chương trình software đó. Để mà các bạn remove một software thì bạn dùng lệnh Zoom remove và cái tên của chương trình đó là được. Các bạn có thể remove cùng một lúc nhiều software. Bạn dùng lệnh Zoom remove và cái tên software số 1, tên software số 2. Ngoài ra thì các bạn có thể cài đặt một cái list các software. Thì chỗ này mình sẽ thử dùng câu lệnh là Zoom group list. Liệt kê ra cho mình xem các list software ở trong cái máy của mình. Giả sử như cái máy tính của mình ở đây chưa có cài cái giao diện đồ họa thì các bạn có thể dùng câu lệnh là Zoom group install desktop thì nó sẽ cài đặt vô cho các bạn cái giao diện đồ họa ở đây. Thì ở đây mình có để cho các bạn xem hai câu lệnh là Zoom group install development tool và Zoom group install development library. Tức là hai câu lệnh này nó giúp cho các bạn cài đặt các cái group software dùng sử dụng trong cái quá trình hỗ trợ cho mình trong quá trình là update, biên dịch, cài đặt các ứng dụng ở trong cái máy của mình. Đó, tôi thử nha. Tôi gõ vô đây Zoom group install. Đó, thì nó sẽ cài cho một group mà, các software. Thì nói chung cái quá trình cài này cũng sẽ khá là nhanh thôi, bởi vì nó sẽ kết nối đến các server ở trong Việt Nam thôi. Rồi, đã cài đặt xong. Để mà các bạn xóa đi hết tất cả các cái cách xử lý của anh Zoom thì các bạn thể dùng câu lệnh là Zoom clean on. Zoom clean on. Thì tôi nghe là các đường link nó nhớ nó sẽ xóa hết. Để các bạn update lại, mà dùng mình Zoom update. Khi bây giờ mình gọi câu lệnh Zoom update này, các bạn để ý cho mình mấy cái dòng đầu tiên nó xuất hiện. Các bạn ở đây có 3 dòng bay extra update là tương ứng với 3 cái repo mặc định nó đang có trong máy của mình. Thì đối với 3 cái repo này là gì? Khi các bạn cài đặt cái máy CentOS mặc định là nó có. Nhưng nếu như bây giờ các bạn cài đặt thêm một loại software nào đó mà nó không có thì sao? Ví dụ ở đây mình dùng câu lệnh là Zoom install open VPN đi. Thì các bạn thấy là nó báo mình là gì? Nó kiếm trong base, nó kiếm trong extra, nó kiếm trong update, nó báo không có software open VPN. Bây giờ để mà các bạn có thể cài đặt cái software này bằng phương thức Zoom thì các bạn cần phải
truyền thêm cho cái máy của mình những cái thư viện repo mới. Thì các bạn, đối với CentOS thì các bạn hãy cd vô vị trí là suyệt etc zoom.strabo.d. Thì ở folder này á, nó có chứa cho mình các cái file mô tả cho mình biết là tôi cài thêm cái repo đó thì nó sẽ đi đến cái đường link nào, cái đường reminder list nó là đường link nào để mà nó download thành cái cài đặt software. Và mình sẽ cần phải cài đặt thêm những cái repo trong đây. Một trong những repo rất là hữu dụng là các bạn sẽ cài cái repo EBEL của anh Fedora. Thì các bạn vào Google search với cái từ khóa là EBELFAQ. Rồi, các bạn đi vào trong cái đường link đầu tiên nè, trong cái đường link đầu tiên. Rồi, kéo xuống chỗ này mình thấy, bạn thấy có repo cho CentOS 5 nè, EL5 tức là Entra Linux phiên bản 5, Entra Linux phiên bản 6 và Entra Linux phiên bản 7. Thì ở máy mình đang là CentOS 6 nó sẽ tương đương với Entra Linux phiên bản 6. Thì lúc này các bạn sẽ lấy cái đường link chỗ này. Thì đầu của cái bài này mình đã download rồi ha. Thì mình đã download cái file này rồi, cái file này đây là REBL6.8 nằm đây. Mình cài đặt vào trong máy của mình bằng câu lệnh RBM-UVH cái chương trình này. Sau khi cài đặt xong, mình CD vào lại etc zoom.respo.d, mình kiểm tra file. Thì các bạn thấy chỗ này ở đây nó có thêm cái file là ebl.repo nằm đây. Và nếu như bây giờ các bạn thử dùng cái câu lệnh zoom update lại một lần nữa, thì các bạn thấy nó xuất hiện thêm cái repo EBL mình đây. Thì lúc này nó đang làm cái hành động là update thêm những cái đường link mới ha. Rồi, quay lại vấn đề chỗ này, mình thử là tôi zoom install lại cái gói OpenVPN. Lúc nãy không được, nhưng bây giờ thì do rằng là mình đã cài đặt thêm cái repo của thằng EBL ha, thì các bạn có thể cài đặt vào thêm. Đó, thì các bạn thấy giờ tôi cài đặt thêm gói OpenVPN ở phiên bản 64 bit nè, version của nó nè, đang sử dụng cái repo là EBL. Rồi, bây giờ nếu như các bạn nói giờ là tôi muốn sử dụng lệnh zoom để mà tôi download thôi, tôi không cài. Nên là zoom mình nó có các bạn một lợi điểm là nó tìm kiếm software thư viện hỗ trợ khá là tốt. Thì các bạn nói giờ các bạn có thể là tôi chỉ muốn sử dụng lệnh zoom để download thôi và không có thực hiện cài đặt. Thì để làm được việc đó thì các bạn cần phải cài đặt thêm vào trong cái máy CentOS của mình một cái chương trình gọi là zoom plugin download only. Thì để cài đặt bằng zoom là các bạn cứ gọi lệnh zoom install và cái tên chương trình này. Rồi, nó báo là cái chương trình mình đây ha, đã cài đặt rồi. Giờ để cài đặt nó thì các bạn dùng câu lệnh là zoom install với cái biến là download only. Download đi tức là download để vào folder nào, giả sử mình để folder root và cái chương trình mình mong muốn download, giả sử là OpenVPN đi, cái C này mình để vào. Rồi, yes thử. Rồi, mình kiểm tra lại. Thì lúc này bạn thấy đây là cái chương trình OpenVPN này được download ha, và nó để sẵn cho bạn ở đây luôn. Các bạn có thể dùng câu lệnh RBM để mà cài đặt nó vào trong cái máy tính của mình. Thì một điểm lưu ý là nếu như mà các bạn không xác định với cái biến download đi á, thì nó sẽ download mặc định vào ở var cache zoom x86-64 ở phiên bản CentOS 6 base và bucket ha. Cái này nó sẽ thay đổi khi cái máy các bạn nó là 32 bit hay là 64 bit. Thì các bạn nhớ là để mà các bạn cài đặt cái software bằng zoom á, thì nhớ là cái máy tính của mình ở đây phải đủ cái điều kiện là đã cái ngay bi có thể kết nối internet, có thể phân giải được cái tên miền ngoài internet một cách đúng đắn ha.
Thì nếu không thì quá trình zoom của mình đây nó sẽ thực hiện, nó sẽ bị fail thôi. Rồi, thì đến đây mình kết thúc cái bài số 4 mà là các bạn cài đặt software bằng RPM và zoom. Rồi, chào các bạn.